Nhà có ba kẻ này đến chơi, coi chừng lụi bại. Quý vị thân mến, cổ nhân chỉ rõ những người mang tai họa khi tới nhà chơi mà chúng ta cần hết sức đề cao cảnh giác nếu không muốn rơi vào cái bẫy mà họ đã giăng ra. Hãy cùng lắng nghe bài chia sẻ sau đây của chúng tôi để biết được ba kiểu người mang tai họa khi tới nhà chơi. Cẩn thận kẻo mất của quý vị nhé. Thứ nhất, người thân nhiều năm không liên lạc. Càng trưởng thành, chúng ta càng nhận ra có nhiều mối quan hệ mới và cũ chồng chéo lên nhau. Việc giữ liên lạc với tất cả là điều không thể. Vì thế, ta cần có sự chọn lọc. Ai phù hợp thì thân thiết, ai xa xôi quá thì ít có cơ hội quan tâm tới nhau hơn. Việc bán anh em xa, mua láng giềng gần trong một số trường hợp là cần thiết, vì việc xây dựng mối quan hệ vui vẻ, hòa đồng với hàng xóm láng giềng kề bên luôn là điều nên ưu tiên. Cho dù anh chị em ruột già máu mủ, nhưng ở xa thì mỗi khi khó khăn cũng khó có thể giúp ngay được. Thế nhưng, hàng xóm sẽ có cơ hội xuất hiện khi ta có việc hệ trọng và khẩn cấp. Thế nên theo thời gian, với cuộc sống xoay vần, quay quẩn với cuộc sống cơm áo gạo tiền, có những người được xem là người thân, nhưng lâu năm không liên lạc có nghĩa là đã xa mặt cách lòng là điều khó tránh khỏi. Nếu có vô tình gặp lại, ta cũng không thực sự có cảm giác gần gũi. Thế nên, nếu họ có nhờ vả, mượn tiền ta, ta liền cảm thấy gượng gạo. Tuy nhiên, có người vì cả nể, ngại nói không, nên vẫn đáp ứng yêu cầu của đối phương trong vô thức. Do đó, bạn phải nhận diện sớm những đối tượng như thế, hoặc tương tự như thế, để nhẹ nhàng từ chối khi cần. Bạn có thể áp dụng những cách từ chối cho mượn tiền, có thể áp dụng ngay để tránh mất cả tiền lẫn tình. Về tình thì không ai phủ nhận rằng họ là anh em, bạn bè của ta. Thế nhưng về lý mà nói, dường như hai bên không còn sự liên quan tới tình cảm trong lúc này, sau một thời gian dài xa cách, không giữ liên lạc. Thế nên, cổ nhân mới nhắc nhở cho ta rằng, nếu họ bất ngờ tới nhà chơi thì nên thận trọng, vì người ta chỉ thân trên danh nghĩa, bản chất là người xa lạ. Đừng vì vui vẻ quá mà quên đi những cạm bẫy họ có thể mang tới. Chắc chắn bạn sẽ tự hỏi tại sao từ 3 đến 5 năm nay họ không liên lạc gì. Hôm nay bỗng dưng rồng đến nhà tôm. Nhất là những ai tỏ vẻ mình là người sang trọng, khoe mẽ là người có tiền. Họ đang có động cơ nào đó nên mới hiện diện ở đây. Đừng vì những lời nói có vẻ có lý do khiến ta bị mê hoặc, thậm chí bị thao túng tâm lý. Với cơ hội làm giàu hay đổi đời mà họ mang tới, thường là cái bẫy nếu ta bất cần. Nếu không đủ tỉnh táo, ta sẽ bị lọt lưới của họ và tự đẩy bản thân vào rắc rối. Do đó, tốt hơn hết là cảnh giác cao với ai đã lâu không liên lạc, kẻo tiền mất tật mang. Kẻ thứ ba xen vào gia đình. Không ít kẻ vì biết gia đình chúng ta cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nên bắt đầu tìm cách lân la, giả vờ thân thiết hay tới nhà chơi. Có thể chuyện khúc mắc, mâu thuẫn trong nhà sớm được xử lý và hàn gắn, nhưng vì người này mà hôn nhân rạn nứt. Thực ra kẻ này giả vờ mượn đồ sang chơi, tỏ ra thân thiết, tìm cớ để xuất hiện trong gia đình ta là vì có mục đích muốn xen ngang hạnh phúc mà bạn đang có. Những người này nhân lúc gia đình ta có trục trặc để dễ bề chớp lấy cơ hội cho mình. Có thể trong lúc không vui, họ xuất hiện để an ủi, vỗ về, khiến ta tin tưởng và mất cảnh giác. Vì thế họ đối xử với ta bằng sự quan tâm và chân thành. Nhưng đó có thể hoàn toàn là một cái bẫy do người ta tạo ra. Vì thế, hãy cẩn thận. Nói ra điều này, nhiều người sẽ cố gắng gạt đi, không muốn tin. Nhưng đó là sự thật đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Không ít trường hợp có những người bị bạn thân cướp mất người yêu hoặc vợ chồng chỉ vì quá thân thiết và tin tưởng. Tuy nhiên,
để ý tới kẻ đó là để phòng tránh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải nắm bắt nguyên nhân gốc rễ của vấn đề gây ra căng thẳng trong gia đình để kịp thời tìm cách hàn gắn tình cảm vợ chồng. Chỉ bằng nỗ lực của mình thì hai người mới cải thiện được tình cảnh hiện tại. Khi hai người chung sống hạnh phúc thì sẽ không có ai có cơ hội xen ngang. Thứ ba, hàng xóm từng coi thường ta. Cổ nhân cũng khuyên chúng ta nên thận trọng với những người hàng xóm từng coi thường ta, nhưng nay lại bỗng dưng đối xử nhã nhặn, thân thiện, thậm chí còn sang thăm nhà hỏi han, cho quà, mời ăn uống. Đó có thể là người mang tai họa tới nhà chơi mà ta không lường trước được. Có nhiều gia chủ xuề xòa cho rằng chuyện cũ nên bỏ qua, với mong muốn tình làng nghĩa xóm được êm đẹp, nên thường trở nên bất cần với những người này. Thế nhưng sự thật là một người từng coi thường ta thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ và bỗng trở nên tốt đẹp ngay được. Chắc chắn việc họ gần gũi hoặc tỏ ra thân thiết là có mục đích, âm mưu nào đó. Có thể những người này đang ghen tị với một số thành tích ta đạt được, hoặc tìm cách nhân cơ hội ta sơ hở để gài bẫy chúng ta. Có khi đơn giản là họ đang tò mò muốn biết chuyện gì đó nên tỏ ra thân để có được thông tin. Sau đó thì mang chuyện này đi kể lể, nói xấu ta với người khác. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận với một số người hàng xóm từng coi thường hoặc là hay nói xấu sau lưng, nhưng nay thường đến nhà, tỏ ra quan tâm hay thăm hỏi chúng ta một cách bất thường. Họ được xem là mầm mống tai họa và cổ nhân đã đúc rút kinh nghiệm từ ngàn xưa để đưa ra những lời khuyên này. Do đó, ta chớ xem thường. Tuy nhiên, việc ta tỏ thái độ ngay hoặc xua đuổi họ là hoàn toàn không nên. Dù chưa hiểu rõ ý đồ của họ là gì, thì ta cũng cần đáp lễ, cũng tỏ ra hòa nhã, vui vẻ, nhưng không được mất cảnh giác. Với những kẻ này, ta phải khéo léo hơn trong ứng xử hàng ngày, nhất là khi họ sang để trò chuyện, mượn câu chuyện làm quà, ta càng phải nói năng thận trọng, không nên chuyện gì cũng vội vàng tiết lộ, gật đầu tán đồng, nhất là chuyện riêng tư trong gia đình mình, kẻo hỏng việc. Tốt hơn hết là nên luôn giữ thái độ trung lập với bất cứ câu chuyện nào mà họ nói ra. Quý vị thân mến, có một câu nói của Thích Ca Mâu Ni rằng bất kể có gặp được ai, họ cũng đều là người nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Họ nhất định sẽ dạy cho bạn một điều gì đó. Trong cuộc sống, mọi sự gặp gỡ thực ra đều đã được vận mệnh an bài. Sự xuất hiện của họ sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của bạn. Giống như cổ nhân nói, qua lại với người phẩm cách tốt giống như bước vào một căn phòng ngập tràn hoa cỏ thơm ngát. Lâu dần sẽ không còn ngửi thấy hương thơm đó nữa, bởi lẽ bạn và hương thơm đó đã hòa vào làm một. Ngược lại, qua lại với người nhân cách tồi giống như bước vào một căn phòng đầy mùi cá tanh. Lâu dần, mùi tanh mất đi, bởi lẽ bạn và mùi tanh ấy đã hòa vào làm một. Trong cuộc sống, bạn qua lại với ai, điều này trực tiếp quyết định tới cuộc đời bạn. Đi với người ưu tú, bạn sẽ đi được ngày càng xa hơn. Làm việc với người đáng tin, bạn chỉ cần bỏ nửa công sức nhưng vẫn sẽ thu lại được thành quả mỹ mãn. Ở cùng người hiểu mình, bạn sẽ sống mà không thấy hối tiếc. Sau đây là ba quý nhân đời bạn: đi xa với người ưu tú, làm việc với người đáng tin, bỏ ít được nhiều. Ở với người hiểu mình, sống mà không hối tiếc. Cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, đi với người ưu tú, bạn sẽ đi được xa hơn. Đỗ Phủ từng nói: tại sơn tuyền thủy thanh, xuất sơn tuyền thủy trọc. Ý muốn nói, nước trong núi thì rất trong lành, nhưng chảy ra khỏi núi rồi sẽ trở nên vẩn đục.
môi trường ảnh hưởng tới chất lượng nước. Môi trường tốt có thể khiến nước trở nên trong lành hơn. Con người cũng như vậy. Một môi trường tốt sẽ có lợi cho sự phát triển của ta, thậm chí thay đổi cả cuộc đời ta. Mạnh Tử mất cha từ sớm. Ông được một tay mẹ nuôi nấng. Vì tương lai của Mạnh Tử, mẹ của ông thậm chí đã phải chuyển nhà tới 3 lần. Lần đầu tiên là chuyển nhà ra khỏi khu vực xung quanh nghĩa trang. Bởi lẽ ở đó, Mạnh Tử chưa trò hạ tang với chúng bạn. Lần thứ hai là chuyển nhà ra khỏi khu vực gần chợ. Bởi lẽ ở đó, rất nhiều buôn lái hàm lợi ích. Mạnh Tử học được mấy chiêu trò lừa gạt người mua của họ. Lần thứ ba, nhà họ chuyển đến nơi gần trường học. Ở đó, Mạnh Tử kết giao được với một vài thư sinh ưu tú. Mẹ của Mạnh Tử cảm thấy rất hài lòng, và hai mẹ con quyết định ở đó lâu dài. Cuối cùng, Mạnh Tử trở thành một nhà tư tưởng, nhà giáo dục lớn trong lịch sử Trung Quốc. Có thể thấy, một môi trường tốt, một nhóm người ưu tú, nó có ảnh hưởng tới một người ra sao. Ở môi trường tốt mới gặp được người ưu tú, còn môi trường tiêu cực sẽ chỉ khiến con người ta đua đòi mà thôi. Có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một người sau này trở thành cái gì, nó liên quan rất mật thiết tới con người và môi trường xung quanh họ. Chúng ta chơi với ai, tiếp xúc với môi trường ra sao, chúng ta sẽ có được cái tầm nhìn và tư duy như vậy. Vì vậy, ở trong một môi trường tốt, đồng hành với người ưu tú, điều này quả thực rất quan trọng. Điều thứ hai, làm việc với người đáng tin cậy, bỏ ít được nhiều. Warren Buffett từng nói, đáng tin cậy là phẩm chất quan trọng hơn cả sự thông minh. Độ tin cậy thường bộc lộ ra nhân phẩm của một người, và nó cũng là một trong những phẩm chất đáng quý nhất. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ phải tiếp xúc với vô số người. Nếu bạn muốn nhận được công nhận của người khác, trước tiên, hãy là một người đáng tin cậy. Vì vậy mới nói, đáng tin cậy rất quan trọng. Nó có thể quyết định tầng lớp mà bạn ở trong tương lai. Người đáng tin cậy sẽ khiến người khác cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Và sự tin tưởng ấy chính là tiền đề để người khác trao cho họ những trách nhiệm quan trọng hơn. Bất kể là trong công việc hay trong cuộc sống, làm việc với người đáng tin cậy, bạn chỉ cần bỏ nửa công sức nhưng vẫn sẽ thu lại được thành quả mỹ mãn. Vì vậy, nếu may mắn gặp được người bạn đáng tin cậy, hãy trân trọng họ. Thứ ba là, ở với người hiểu mình, bạn sẽ sống mà không thấy hối tiếc. Một người hiểu bạn có thể mang lại một mối quan hệ với sự thoải mái và an tâm. Trên mạng, họ truyền tai nhau câu nói này: điều tuyệt vời nhất trên thế gian này chính là được chia sẻ những điều tuyệt vời và cảm động nhất với người thực sự hiểu mình. Người với người, thứ khó có được nhất chính là thấu hiểu nhau. Chúng ta có thể đơn thuần và thoải mái là chính mình trong mắt đối phương, nhưng đồng thời cũng khiến đối phương cảm thấy tự tại và vui vẻ. Trên thế gian này, có một người hiểu bạn, đó là điều hạnh phúc nhất. Rất nhiều người mong muốn mình sẽ kết giao được càng nhiều bạn bè càng tốt. Nhưng có nghiên cứu khoa học chứng minh rằng bạn bè không nằm ở số lượng mà nằm ở chất lượng. Tôi rất thích câu nói này: cuộc đời lý tưởng phải có tình yêu, phải có tự do và vẻ đẹp. Hy vọng mọi người đều có thể có được cho mình những cuộc đời viên mãn.